Dạ anh em nha, hôm nay sắp có một xe máy Quốc Thắng mình mới về, xin được vài cái lốc 110, lốc bơm nhất rời 110 ha, hàng zin theo xe. Thì giá cho bộ lốc 110 hàng zin theo xe này là em bán là 1,2 triệu miếng ha, bao gồm lốc bơm, tất cả là hàng zin theo xe. Ba anh em là không nước bể, đúng zin, bơm là hoạt động bình thường, tất cả những cái lốc này là hàng rã xe đang chạy bình thường, nên ba anh em là yên tâm về chất lượng ha, đúng lốc 110 zin theo xe. Đó. Giá cho miếng lốc này là 1,2 triệu miếng. Anh em nào có nhu cầu alo em. Lốc 110 zin cho xe. Lốc này thì nó có phiêu 1, quay thái 110, nó giống nhau hoàn toàn ha. Chất lượng như nhau, không có gì hết. Đều đúng là hàng tháo xe Honda hết. Chất lượng anh em yên tâm. Giá cho cái lốc bơm nhất rời 110 hàng zin theo xe Honda này em bán là 1,2 triệu miếng ha, bao gồm lốc và bơm.